Kính thưa quý vị, New Zealand tài trợ dự án quản lý rủi ro thiên tai tại Việt Nam. Chính phủ New Zealand tài trợ 500.000 đô la New Zealand, tức là khoảng 412.550 Mỹ Kim, để triển khai một dự án quản lý rủi ro thiên tai tại tỉnh Vĩnh Long. Tin của hãng thông tấn Bernama nói rằng, Đại sứ quán New Zealand ở Hà Nội cho biết là dự án cải thiện sinh kế nhằm đến nâng cao khả năng ứng phó thiên tai dựa vào cộng đồng, gọi tắt là dự án Liberal, được tài trợ bởi Bộ Ngoại giao và Thương mại New Zealand và Tổ chức Phi Chính phủ ADRA Việt Nam kéo dài 4 năm 2013 đến 2017, sẽ tập trung hỗ trợ người dân phát triển sinh kế nông nghiệp bền vững và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng. Phát biểu nhân lễ phát động dự án ở tỉnh Vĩnh Long, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền New Zealand tại Việt Nam, Heikki Manning nói rằng New Zealand vui mừng được tài trợ cho dự án ý nghĩa này. Khu vực đồng bằng sông Cửu Long đang rất cần các hỗ trợ như vậy. New Zealand hiện hỗ trợ cho các dự án ở các tỉnh lân cận như Bến Tre và Tiền Giang. Tại Vĩnh Long, New Zealand cũng đang tài trợ chương trình cải cách đất đai và rất vui mừng với những thành tựu đạt. Sẽ có tới 30.000 người dân địa phương được hưởng lợi trực tiếp thông qua các hoạt động giảm thiểu rủi ro do thiên tai, trong đó 2.000 người sẽ được hưởng lợi từ các mô hình cải thiện sinh kế và tín dụng. Dự án sẽ ưu tiên cho người tham gia là phụ nữ nghèo và các hộ gia đình mà phụ nữ phải gánh vác công việc chính. Dự án Liberal sẽ tập trung triển khai các hoạt động như nâng cao kiến thức và tập huấn về quản lý rủi ro do thiên tai, xây dựng các kế hoạch địa phương, tập huấn về phát triển kinh tế thị trường và chuỗi giá trị nông sản gia tăng, thực hiện mô hình cho vay bò quay vòng, mô hình tín dụng và khuyến khích các sáng kiến về chăn nuôi gia súc.